Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ chào đón đến đây một nữ diễn viên được quý vị khán giả yêu thích từ khi cô ấy còn là một sao nhí, và đến nay cô ấy đã trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh Việt. Xin chào đón nữ diễn viên Lê Tam Triều Dân. Hello. Hello chị. Chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Mình là Tam Triều Dân và ở trong mà nghe chị giới thiệu là từ sau nhí xong rồi lên thành nữ diễn xinh đẹp. Trời em ngại quá trời ngại. Ngại quá ha. Và bây giờ mời em về phòng khách của chương trình mình tiếp tục bàn nhau về cái ngại đó ha. Ok chị. Dạ. Mời em. Rồi. Chào mừng em đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Một cái câu hỏi mà chị muốn hỏi ngay em, bí kíp nào để mà dậy thì thành công được như em? Như người ta hay nói là ăn cái gì đó, uống cái gì để mà dậy thì thành công đó. Em là cứ đưa đồ ăn là em ăn thôi. Ăn cái gì nè? Dĩ nhiên là ăn cơm nhà em nấu rồi, ăn cơm chị em nấu. Ăn cơm chị em nấu. Dạ, toàn là đồ nhà làm thôi. Vậy là bí kíp dậy thì thành công là phải ăn uống những cái đồ ăn thức uống do người thân mình làm. Dạ, bằng tất cả đúng tình rồi. Yêu thương bằng đúng tình không? Yêu thương. Đúng rồi. Thì mình sẽ an toàn hơn nè, sạch sẽ hơn, đảm bảo hơn. Đúng, đúng. Nhưng mà riêng cái công việc của em nè, rồi học tập nè thì cũng rất là nhiều thứ phải lo. Thì em sắp xếp như thế nào để mà vừa hoàn thành việc học? Tại vì hiện tại em cũng đang học đúng không? Dạ, rồi đúng cũng rồi. Tham gia phim. Trong cái thời điểm này thì thật ra là em cũng ít tham gia phim ảnh lại. Và cũng chủ yếu là dành thời gian cho cái việc học của mình. Tại vì do là quá trình vừa học vừa làm thành ra hơi gián đoạn một tí. Bây giờ đến đây thì mình không phải nấu ăn đâu. Nên mình sẽ được hai fan hâm mộ đến đây để nấu cho mình ăn. Wow. Vậy là cũng giống như em ở nhà. Thay vì chị nấu thì bây giờ sẽ có fan hâm mộ nấu. Nhưng mà trước khi chào đón hai bạn fan hâm mộ ra đây thì em order giúp chị hai món ăn mà em muốn được thưởng thức trong ngày hôm nay. Viết ra giấy giúp chị nha và mình giữ bí mật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt hai món ăn ở đây nha. Wow. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh chàng đẹp trai Châu Gia Kiệt. Em chào. Hello, anh. Hello anh. Mời anh về phòng khách của chương trình nha anh. Chào mừng anh Châu Gia Kiệt đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Anh có thể cho biết lý do hay là động cơ nào mà anh nhận lời mời tham gia đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao không anh? Từ nhỏ cho tới ngày hôm nay luôn, anh rất là thích nấu ăn. Anh thích nấu ăn. Thích wow. Nấu ăn. Cái này là một cái rất là lạ. Tại vì thường thường người ta bảo là đàn ông con trai thì ít bếp núc lắm. Nhưng mà anh lại rất mê nấu ăn từ anh nhỏ đến lớn. Anh rất là mê ăn từ nhỏ đến lớn luôn. Cho nên là có những lần mà anh đi diễn xa rồi á, anh hay tự nấu cái này nấu cái kia rồi rồi mời anh em bạn bè đồ ăn trong những cái đoàn đi diễn, cái tour diễn xa là anh hay luôn xuống bếp anh nấu lắm. Trời ơi, mọi người sẽ bất ngờ về anh chàng đẹp trai, không ngờ là ngoài đẹp trai hát hay anh ấy còn nấu ăn giỏi nữa. Món sở trường của anh mà anh nấu mà mọi người khen là ngon nhất là món gì anh? Mì gói với lại hột gà chiên. Để cho anh giỡn chơi thôi chứ anh hay thích nấu như canh chua rồi cá khô tộ lẩu đồ. Đây là một tài năng nấu ăn quý vị ạ. Vậy là thường ngày anh tự nấu ăn để chăm sóc cho bản thân hả anh? Chứ nói chung là lúc nào anh rảnh thì anh xuống bếp anh nấu thôi chứ không phải là ngày nào mình cũng nấu. Bây giờ anh đến với chương trình thì chương trình sẽ mời anh hai món ăn do hai fan hâm mộ của anh sẽ đến đây và nấu để anh thưởng thức. Bây giờ anh ghi giúp em hai món ra giấy anh nha. Anh ghi vô ha, anh ghi vô hai món bí mật. Và hôm nay Hà Thu sẽ cùng Khẩu vị ngôi sao chào đón đến đây ba chồng của Hà Thu. Mà không biết ba có nhớ con hay không. Vâng, xin giới thiệu một vị nghệ sĩ ưu tú được rất rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Ông bà chú. Dạ, mẹ con chào ba. Chào Hà Thu. Dạ, ba nhớ con không ba? Nhớ chứ, chắc quay chung với MV cách đây cũng mấy năm rồi. Dạ đúng rồi, thực ra là nghệ sĩ ưu tú Công Ninh có tham gia một MV của Hà Thu cách đây cũng vài năm rồi chú nhờ. Vào vai một người ba chồng khó tính ngăn cản hai đứa đến với nhau. Chú ơi, hôm nay đến với Khẩu vị ngôi sao thì cảm xúc của chú cảm thấy như thế nào? Thật ra chương trình này Ninh nghĩ là sẽ rất là vui. Dạ. Vì ít nhiều gì đó mình cũng có một cái dịp để mình giao lưu với lại khán giả. Dạ. Để mình cho khán giả biết được là trong cuộc sống mình có những cái điều thú vị gì đó qua ẩm thực. Dạ, và để mình có thể tìm hiểu thêm về khẩu vị của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, xin mời nghệ sĩ ưu tú Công Ninh về phòng khách.
cho con hỏi chú một câu, bí kíp nào mà chú có thể giữ được một cái thân hình siêu mẫu như thế này? Bản thân tôi ăn uống á thì cũng không thích ăn nhiều. Ăn vừa đủ no thôi. Và cái nữa là tôi cũng dành mỗi ngày đi bộ khoảng 30 phút, cái thời gian rảnh rỗi thì đi bơi. Wow, à, là tập thể thao không chú? Cơ thể nó cũng, nói chung là cũng không có sầu sề lắm. Nếu mà mình ăn ít quá như chú nói là chú cũng không thích ăn nhiều á, thì mình phải ăn những cái gì đúng để cho nó đủ chất. Chứ chú thì làm việc cũng nhiều, mà nếu mà mình ăn ít quá thì nó cũng không đủ năng lượng để mình làm việc, đúng không chú? Thật ra nói ăn ít thì cũng không phải là ăn ít quá đâu. Ăn vừa đủ. Tại vì thường là tôi chia ra một ngày ăn nhiều lần. Dạ. Mỗi lần ăn chút vậy thôi, chứ không có dồn một lần ăn để cho nó căng cái bụng lên rồi để rồi sau đó là cảm thấy mệt mỏi. Dạ, vậy thì cho con hỏi là ở nhà ai trong gia đình chú là người phụ trách về việc nấu nướng cũng như là chăm chút về các món ăn trong gia đình cho cả nhà mình hả chú? Thì tất nhiên là bà xã tôi rồi. Cái khẩu vị của chú có phải thay đổi để mà phù hợp với bà xã hay gì không chú? Thật ra thì cũng có đó, đôi lúc mình cũng phải có một sự hữu hảo với là bà xã mình, tại vì mỗi người có một khẩu vị riêng. Yeah. Thì nhiều khi nấu cơm hay nấu đồ ăn chung á thì mình ít nhiều gì đó những cái món nào mà mình cảm thấy mình có thể chiều bà xã theo cái khẩu vị bà xã thì mình ăn theo khẩu vị bà xã. Cũng phải có hy sinh chút đỉnh. Nhưng ngược lại thì bà xã cũng phải hiểu cũng cái khẩu vị của mình. Những khoảnh khắc gì đó cũng hy sinh cái khẩu vị cho mình chút xíu. Nói chung là hai bên tương tác qua lại, chứ bên nào cũng đòi đúng theo cái gu ăn uống mình thì chắc là khó mà có thể mà phục vụ đúng theo cái tiêu chuẩn mình mong muốn được. Đôi lúc nào đó mà hai vợ chồng có chiến tranh với nhau một chút vì cái khẩu vị khác nhau như vậy không chú? Đôi lúc thì cũng hơi căng thẳng á. Căng thẳng như nào chú? Ví dụ như bà xã tôi rất thích ăn thịt kho, còn tôi thì là không thích lắm, tôi cảm thấy ngán á. Ai nấu người đó có quyền chứ bộ, người ta thích ăn cái gì người ta nấu cái đó. Thì vấn đề là vậy. Đến với khẩu vị của ngôi sao ngày hôm nay thì chú cho con xin hai món ăn mà chú đang muốn thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay. Chú viết ra giấy giúp con nha. Rồi. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ, rất là thanh đạm, rất là nhẹ nhàng. Và con nghĩ là rồi, những món này thì con cũng rất muốn nấu cho chú ăn ngày hôm nay để mà thể hiện sự hâm mộ. Nhưng mà không có cơ hội rồi, tại vì hôm nay đã có hai fan hâm mộ đăng ký đến đây để nấu cho chú ăn. Xin mời hai fan hâm mộ của chú, chị Thu Thủy và Hoài Thu. Trời vui vậy ta. Xin chào hai chị. Em mời chị. Chào hai bạn. Dạ, em xin chào anh Công Ninh. Chị xin chào em MC xinh đẹp. Dạ, chào chị. Chị tên là Thu Thủy, năm nay chị 40 tuổi. Công việc chính của chị là nội trợ. Dạ, chị, mình giới thiệu một chút về bản thân mình nha chị. Chào anh Công Ninh, chào quý vị khán giả và chào MC. Mình tên là Hoài Thu, mình là nhân viên ngân hàng. Đến với phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta mời ra đây hai bạn fan hâm mộ để đến đây đăng ký nấu ăn cho anh, mang đến cho anh hai cái món mà anh muốn thưởng thức ngày hôm nay nha. Xin mời Ngọc Huyền và Mai Phương. Chào em. Mai Phương có một má lún đồng tiền xinh quá. Giới thiệu một chút xíu về bản thân nha. Xin chào tất cả mọi người. Em hiện tại là nhân viên của tổ chức giáo dục BGG thuộc cao đẳng Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mình làm về giáo dục vậy là mình có đi dạy không hay là mình chỉ làm về các chương trình giáo dục thôi? Dạ, hiện tại thì em ở văn phòng tuyển sinh ạ. Văn phòng tuyển sinh. Rồi, Ngọc Huyền ơi, giới thiệu một chút xíu về bản thân mình nha. Dạ, em chào chị Hà Thu và anh Gia Kiệt cùng quý vị khán giả. Em tên là Ngọc Huyền, hiện tại em 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Tài chính Marketing. Đang đi học thì có thời gian để nấu nướng không? Em cũng luôn cố gắng dành thời gian để tự chuẩn bị cho mình và hạn chế đi ăn ngoài. Sang quá, xịn quá. Tới đây nói chuyện trò chuyện vui vẻ, xong mình ngồi nói chuyện hồi có đồ ăn ra. Đúng, đơn giản. Chứ mình chỉ cần ngồi là mình mang về được luôn. Mang về được, em thấy chương trình không? Rất yêu thương em, bây giờ chỉ cần ngồi khoanh tay đợi đồ ăn lên. Nhưng mà trước khi đợi đồ ăn, bây giờ chào đón hai bạn fan hâm mộ. Xin mời bạn Quốc Phong và bạn Tài Đức. Hello, chào hai bạn. Trời, sao? Chào hai bạn, bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Xin chào hai chị và chào tất cả các bạn đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Mình tên là Lê Quốc Phong và công việc hiện tại của mình là chụp ảnh và tư vấn viên làm đẹp cho spa của anh mình. Vừa chụp ảnh vừa làm đẹp, khá là đa tài đúng không? Lại có một ngoại hình rất là đẹp trai. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Chào hai chị và các bạn, thì mình là Tài Đức mà mình đang làm về lĩnh vực là visual merchandising và ngoài ra mình làm người mẫu tự do. Là mình dịch ra tiếng Việt chút được không? Là cái nét pha trộn với stylist và gần như là trưng bày sản phẩm luôn. À. Yeah,
từ chắc là từ chuyên ngành. Chuyên ngành cho nên hơi khó hiểu đúng không? Dạ. Trên tay của Hà Thu đang cầm hai món ăn mà chú vừa mới ghi ra và muốn thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay. Thì hai chị phải vượt qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách để giành chiến thắng. Ai mà giành chiến thắng thì sẽ có cơ hội chọn một trong hai món này. Thì có thể chọn cái món sở trường của mình nấu tốt hơn để thể hiện tấm lòng của mình tốt. Hai chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Đây là một món ăn nổi tiếng ở phố cổ Hội An. Và gợi ý của câu hỏi này như sau: anh đây chẳng thấp, ngồi ở tầng cao, đố em đoán được anh tên gì nào? Hết giờ ạ, mời hai chị xoay bảng ra ngoài ạ. Tự nhiên món lồng mình đèn, món lồng đèn. Còn chị Thu Hoài là cao lầu, nghe có vẻ hợp lý hơn là món lồng đèn đúng không chị? Chị chia sẻ một chút về cái món lồng đèn mà chị đưa đáp án được không chị? Không, cái này là chị nghe nhầm, cho đó là cứ treo thấp treo cao. Thường chị nghĩ phố Hội An thì hay cái lồng đèn là đặc trưng á. Dạ, đáp án đúng chắc chắn rồi, đó là món cao lầu. Cao lầu, món ăn độc đáo gắn liền với phố cổ Hội An. Mới nhìn cao lầu trông giống như mì, nhưng không phải mì. Tinh túy của món cao lầu là sợi mì, thường được chế biến rất công phu. Đầu tiên, gạo thơm đem ngâm vào nước tro, loại tro nấu củi lấy tận ở Cù Lao Chàm, cách đảo Hội An 16 km mới tạo ra được sợi mì có độ giòn, dẻo và khô. Vậy là sau câu hỏi này thì chị Thu Hoài đã có cơ hội lật mở một từ khóa trên đây. Xin mời chị. Mình mở ô số 2. Ô khóa số 2, xin mời. Ôi, quá đã. Cái gì quá đã vậy chú? Ăn món ngon quá thành ra phải quá đã thôi. Dạ, vậy cái món gì mà làm cho chú cảm thấy ăn vô mà chú thấy là quá đã nhất? Tôi là rất thích ăn chè. Chè, đồ ngọt. Nãy con vừa hỏi bí kíp giữ dáng của chú là chú không có chia sẻ ăn đồ ngọt đâu nha. Chú chia sẻ là tập thể thao, ăn ít. Con tưởng là... Đó, chính vì vậy mà lại thích ăn ngọt. Tại vì sao mình biết mình ăn ngọt là không ăn ngọt nhiều quá nó không tốt sức khỏe với lại cái lứa tuổi mình. Chính vì vậy mà mình rất thèm. Mình rất là muốn ăn nhưng mình ráng mình khống chế, mình không dám ăn nhiều. Thành ra mình rất thèm mà chè mà ngọt thì các bạn biết rồi, cái vị ngọt của chè nó thanh. Nó không phải là ngọt theo kiểu đơn giản như ngọt đường. Cái ngọt của chè nó lại rất là hấp dẫn cái cảm xúc của tôi khi được ăn. Cho nên tôi rất thích ăn chè. Đúng rồi, con cũng hiểu cảm giác của chú khi mà mình đi quay cả ngày mệt á. Mà có một chút vị ngọt thanh mát của chè là nó tiếp thêm rất là nhiều năng lượng đúng không chú? Hai chị phải nhớ là chú thích ăn chè. Mà lát mà một trong hai món mà chú yêu cầu á, mà có chè á, thì mình phải làm sao để nó ra cái vị ngọt thanh như chú vừa chia sẻ đúng không chú? Ok. Giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai để tranh thắng thua nè. Câu hỏi thứ hai: Sơn La nổi tiếng với món cháo gì? Khó rồi nha. 3, 2, 1. Hết giờ. Mời hai bạn giơ bảng. Cháo cá. Cháo ấu tẩu. Ấu tẩu. Cháo ấu tẩu này là cháo như thế nào? Bạn có thể nói thêm một chút xíu về cháo này không? Em nhớ mang máng là thời gian em học đại học ở Hà Nội ấy, thì em cũng có khá nhiều bạn ở Lai Châu, Sơn La, thì các bạn nói là cháo ấu tẩu là một dạng cháo của người Thái. Đáp án của chúng ta là cháo mắc nhung. Quả mắc nhung, loại quả màu xanh cùng họ với cà chua, nhưng chỉ bé bằng hạt đu đủ chín, có vị cay, đắng ngọt, rất phổ biến ở Sơn La. Cháo mắc nhung, cách nấu rất lạ là cho tất cả nguyên liệu vào lá chuối, thêm một chút gừng và rưới một ít nước đủ chín, sau đó buộc chặt và vùi vào bếp tro nóng. Sau 30 phút sẽ có ngay một món ăn sền sệt, đắng đắng lạ miệng. Và tiếp tục câu này, hai bạn lại nắm tay nhau trả lời sai cho nên lại hề. Bây giờ phải nhờ anh Châu Gia Kiệt mở thêm một từ khóa rồi ha. Mình sẽ mở số 2 luôn đi em ha. Cứ 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3 luôn ha. Mời từ khóa số 2, ký ức tuổi thơ. Hồi nhỏ thì ở dưới quê anh đó, buổi sáng anh hay đi bộ đi học. Đi bộ cũng mấy cây số đi học á. Thì lên tới cổng trường thì có cái món mà gỏi đu đủ với khô bò. Ký ức tuổi thơ của rất rất nhiều học sinh. Đó, đúng không anh? Đúng rồi. Đến cổng trường hoặc là cái giờ ra chơi cái có xe hay cầm cái kéo cốc gỏi cắt á. Hồi nhỏ thì anh trong rẫy ở chung với lại chú với cậu với cô, không có được cho ở chung với ba mẹ. Mẹ thì đi buôn bán ở xa. Thì lâu lâu mới gửi vô cho tiền chút xíu. Khi nào mà gửi tiền vô rồi cho lúc đó là có tiền là đi ăn gỏi. Lâu lâu mẹ về cho tiền thì mới có để đi ăn. Và còn một cái món nữa là bà nội á hay nấu cho một cái nồi bự chè trôi nước. Ôi, chè trôi nước. Nhưng mà lại giống như từ nhỏ anh đâu có thích ăn ngọt đâu. Nhưng mà bởi vì bà nội nấu
cho nên là mình cứ ăn riết cái khẩu vị đó mình cũng quen đi, cũng thích nó. Vì bà nội nấu mới thích. Và từ khóa thứ hai là từ khóa ký ức tuổi thơ, cũng đã chia sẻ một số kỷ niệm tuổi thơ của anh Châu Gia Kiệt. Bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng để Quốc Phong có thể gỡ lại. Và thử thách đó là gì? Mời quý vị khán giả chờ trong giây lát. Và đây là thử thách. Ở trên này có một bảng gồm rất là nhiều chữ cái và chữ số. Và sẽ tùy thuộc vào cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ thích chữ gì hay là số gì thì cô sẽ hô to cái số đó hoặc chữ đó. Thì hai bạn phải ngay lập tức chạy lên và phải giành giật để có thể khoanh được cái chữ đó bằng cái màu viết của mình. Sau 1 phút 30 giây ai khoanh được nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Sẵn sàng rồi phải không? Sẵn sàng. Ok. 3 2 1 bắt đầu. 3 số mẹ. Đó đúng rồi, đúng rồi. Giờ trời ơi, ôm nhau luôn trời chị ơi. Tiếp em thích trời ơi nè. Quy. Trời ơi, có vẻ nhanh tay lẹ mắt đó. Hát. Đấu tranh nào, đấu tranh nào. Trời ơi, quá dữ quá dữ. Xa ra. Mệt không, mệt không, mệt không. Một. Em làm người ta choáng đó. Okay. V. Méo, méo, hơi méo rồi nha. Trời ơi, hai bạn chơi đẹp quá ha. Có khi nào chơi xong trò này hết nấu được đồ ăn không chị? Đúng rồi đó. Mất sức đúng không? Ép. Ồ, nhanh tay lẹ mắt đấy. Còn 15 giây nữa thôi nè. Gì vậy? Từ bỏ luôn hả? Ấy là lên cho nó mới định thần ra hả? 5 Ok. J 3 2 1 Hết giờ. Wow. Cố gắng, cố gắng. Bây giờ chúng ta đến với phần kết quả nha. 1 màu xanh, 2 màu xanh, 3 màu xanh, 4 màu xanh. Có 4 màu xanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đếm thử có bao nhiêu màu đỏ nha. 1 màu đỏ, 2 màu đỏ, 3 màu đỏ, 4 màu đỏ, 5 màu đỏ. Cái màu đỏ này là sai nha. Cái màu đỏ này là chữ L mà là Triều Dân đọc là số 1. Dạ, số 1. Và chúng ta có 5 màu đỏ và 4 màu xanh. Vậy phần chiến thắng đã thuộc về bạn Quốc Phong. Chúc mừng. Thôi, chúc mừng bạn. Mời các bạn trở lại phòng khách nha. Chúc mừng Phong đã giành chiến thắng trong thử thách vô cùng cam go với rất nhiều sức lực và mang quyền mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 1, hết thương vì ăn. Ai giành ăn em hả? Em hết thương người đó luôn hả? Thì em với chị hai em cũng vậy. Đôi lúc những cái giá trị rất nhỏ, ví dụ như là món ăn chẳng hạn. Là chị em tương tàn chị hả? Em xào xáo nhẹ với nhau. Bởi vì em có một cái món mà em gọi là nằm trong danh sách loại của em, cái món đuông dừa á chị. Đun dừa nước mắm bỏ vô chén nước mắm của ớt không mọi người. Em ơi, em ơi. Nhưng chị gái em thích đam mê. Wow. Không phải là thích mà là đam mê luôn chị. Từ đó là bắt đầu hai chị em mà cãi lộn mới vô là bắt đầu kiểu có món đó là thấy là bây giờ gọi không gọi là một cả một vấn đề nan giải. Nhiều khi là cãi nhau xong mà không ăn nữa đứng lên đi về. Xong mà quán nhìn đó. Mình như kiểu là nói chung kẻ thù, thật sự đó là hết thương vì ăn là như vậy. Chính con đuông dừa đã tạo nên từ khóa hết thương vì ăn đúng không? Từ khóa số 1 cũng là từ khóa có huy hiệu thần bếp. Chính vì vậy mà Phong sẽ có được một quyền ưu tiên, đó là nhờ Triều Dân giúp đỡ em một cái gì đó. Tạm thời hai bạn hòa nhau, tỷ số là 1-1. Chúng ta sẽ chơi một cái game trí tuệ. Trí tuệ. Quảnh tù xì. Căng não, đó là quảnh tù tì. Bây giờ. Nhưng mà em có ý kiến mình quảnh tù xì bằng chân được không? Đếm 1, 2, 3 là hai người phải quay lại phía sau. Nhưng mà ví dụ như quay lại để coi luật chơi đây nè, cái kéo nè. Vậy là thành cái kéo. Rồi. Ok. Dậm xuống một cái là thành cái búa. Cái búa. Còn cái bao. Bao xòe ra cái bao. Bây giờ chúng ta chỉ có một lượt chơi thôi nha. Một ai thắng sẽ được quyền chọn món. Và ai thua thì sẽ được chọn bếp. 3, 2, 1 Bang. Rồi. Cái này là cái búa, này là cái bao. Ủa, đúng rồi. Vậy là anh thắng. Vậy cái bao, vậy là phần thắng thuộc về bạn Quốc Phong. Một lần nữa chúc mừng. Bây giờ đây có hai món ăn nè. Phong sẽ được quyền chọn một trong hai món: bún cá lóc hay là gỏi đu đủ. Dạ, em xin phép chọn gỏi đu đủ đi chị. Gỏi đu đủ ha. Vậy là món bún cá lóc sẽ thuộc về Tài Đức. Một phần thắng duy nhất nhưng mà mang về những cái quyền lợi rất là to lớn. Quyền lợi đầu tiên đó là được chọn một trong hai món ăn mà anh Kiệt đã order ở đây.
Hai món ăn đó là hủ tiếu Nam Vang và phá lấu. Em được chọn một trong hai. Dạ em xin chọn món phá lấu ạ. Món phá lấu sở trường phải không? Dạ. Rồi còn hủ tiếu Nam Vang, em ở Hải Phòng thì em nấu được hủ tiếu Nam Vang không? Nhăn nhăn anh cái mặt con bé. Anh kiệt, anh có tin em không? Không tin cũng phải ăn anh ạ. Anh cứ chọn tin đi anh. Rồi bây giờ mình chờ đợi những bí mật ở đằng sau nha. Phần thắng đã thuộc về chị Thu Thủy rồi. Chị sẽ giành quyền chọn một trong hai món ăn mà chú Công Ninh đã ghi ra ở đây. Món đầu tiên là chè đậu xanh. Món thứ hai là bánh bông lan trứng muối. Em có làm cái món bánh bông lan trứng muối. Món bánh bông lan trứng muối. Mời chị. Và thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và mời hai chị cùng chú vào gian bếp của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Ở bình thường ở nhà mình nấu ăn á thì mình chỉ đứng bình thường mình nấu ăn thôi đúng không chị? Nhưng mà tại vì hôm nay trong trường quay của mình cũng hơi nóng chút xíu á, cho nên chương trình rất là quan tâm yêu thương chị, dành tặng cho chị một cái bể nước đá ở đây, và chị có thể vừa đứng vào trong bể nước đá vừa nấu ăn để cho nó mát mẻ. Chị thấy vui với điều đó không chị? Cái này là quá thú vị luôn á. Quá thú vị đúng không? Chị nghĩ là căn bếp người ta cần khô ráo, còn mình thì lại cần lạnh lẽo. Không mát chị ơi. Mát mẻ. Dạ đứng mát, người mình mát mẻ để mình nấu ăn nó thoải mái hơn đó chị. Dạ. Bây giờ xin mời chị bước vào trong cái bể nước lạnh của mình nha. Rồi. Đó, và bên bếp phải của Hà Thu cũng có một sự ưu tiên đặc biệt, đó là trường quay bên này thì mát lắm nha quý vị, cho nên là dành tặng cho chị một cái mascot hình con ong rất là dễ thương như thế này. Chị cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy là cũng hơi làm như nó cồng kềnh nặng nề díu díu. Trước tiên mình giới thiệu sơ qua về hai gian bếp một chút xíu. Nãy là Huyền chọn gian bếp trái đúng không? Dạ. Thì sẽ có một phần thử thách nho nhỏ, đó là vừa nấu ăn vừa đứng trên đôi dép cà kheo như thế này. Em thấy dễ chịu không? Dạ vô cùng là khó đi, vô cùng là khó đi, nhất là những cái đoạn mà em phải di chuyển để lấy các nguyên vật liệu là em cũng phải đi trên cái đôi dép cà kheo này nha, không có được thả ra đâu nha. Dạ. Bên bếp phải của Phương sẽ có một chút thử thách hơi nóng một chút xíu, đó là mang bao bố. Hồi nhỏ em có chơi nhảy bao bố này không? Dạ có chị. Bây giờ sống lại với tuổi thơ rất là vui đúng không? Dạ vui. Chúc chị. Chúc mừng em vừa được nấu ăn vừa được trở về với tuổi thơ. Hai chàng trai điển trai cao to đã sẵn sàng trong bếp. Cùng với những thử thách nho nhỏ đây, bạn Phong sẽ có thử thách là nấu ăn ở trong cái thảm gai này. Một tấm thảm rất là nhẹ nhàng và chỉ được di chuyển trong này. Rồi mời bước nhẹ xem có êm ái không. Trời ơi. Êm ái ha. Rồi còn bên này, một chàng trai chân dài cao to sẽ không phải đứng, ngồi ở trên cái bóng yoga này, vừa ngồi vừa nấu thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Ôi, quá trời chương trình của mình đi. Sao mà có thể nghĩ ra được những cái thử thách này? Đó, em ngồi ổn không? Ổn chị. Ổn phải không? Trời ơi, gương mặt ổn. Ổn. Phải cam chịu luôn. Rồi, đến phần của Triều Dân thì trên một vài nguyên liệu của các bạn sẽ có một vài cái thử thách để nhờ Tam Triều Dân vượt qua cái thử thách đó thì các bạn mới được dùng cái nguyên liệu đó. Cho mấy ảnh nấu liền đi chị. Thử thách nhẹ nhàng thôi, mời hai bạn nấu liền. Anh Công Ninh ơi. Ơi. Em cần cái đậu xanh này để ngâm á. Chị giúp em đọc phần thử thách đó lên nha. Thử thách là sáng tác ngẫu hứng hai câu thơ liên quan đến nguyên liệu gia vị người chơi đang cần. Để coi. Bầu trời nắng gắt trong xanh. Wow, có một chữ xanh. Món mà mình thích, đậu xanh nấu chè. Wow. Lục bát đàng hoàng. Quá xuất sắc. Chúc mừng chị Hoài Thu, chị đã mang về được nguyên liệu đậu xanh nhờ sự trợ giúp của nghệ sĩ Công Ninh. Dạ, em cảm ơn anh Công Ninh. Vâng. Anh Kiệt ơi. Em có cần gì hả? Dạ, em cần anh Kiệt giúp em một xíu là ngậm cùng lúc 5 quả nho và hát bài hát của chính anh ạ. Tặng em. Thử thách nhá. Thử thách này là dành cho anh. Em sẽ đếm 5 quả nha. Em cũng như quý vị khán giả đã yêu những cái bài hát kiểu như bài Anh Chàng Đẹp Trai chẳng hạn. Cho nên bây giờ anh có thể vừa ăn 5 trái nho vừa tặng quý vị khán giả và Anh Chàng Đẹp Trai được không? Em hát phụ cho, tại em mê bài đó lắm. Một lần nha anh, bỏ hết 5 trái nho vô miệng rồi hát một lần. Ôi trời. Anh bỏ ngậm không được nuốt nha. Cà căng ngậm. Được mà, em tin anh làm được. Đó, vừa nhai vừa hát nè. La 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 la
Anh không có sức về. Anh cứ nó cứ hát hoài. Báo không năng sức phú mới say. Mê quá, mê quá. Biết thôi biết thêm mà. Em mới cứ hát được. Em mới ông được coi. Trai vô năm đó. Anh không. Vẫn đẹp trai anh ơi. Đang đẹp trai vô tâm là anh. Thôi đẹp trai của mọi người ơi hết. Giá cũng cung cung của bao người. Đang đẹp trai vô tâm là anh. Vẫn muốn hát sai lắm. Vẫn muốn hát sai lắm. Của em. Dạ. Rồi chúc mừng anh đã vượt qua thử thách. Em cảm ơn anh Kiệt nha. Bây giờ có bạn nào cần một nguyên liệu nào khác nữa không? Bây giờ em cần cà chua chị. Nhưng mà này chị Dân thì cần phải làm chân mang đôi kẹt heo xây vòi vôi 5 vòng và mang gia vị từ phòng khách đến giúp em. Có khi nào em chơi trong trò này tới sáng mai đồ ăn mới có không chị? Đó, đứng yên xoay vòi vôi 5 vòng, cúi xuống và xoay. Thôi chị, em yếu lắm cho em xoay vòng vòng thôi được không? Em xoay vòng vòng nhưng phải dễ thương nha, chị phải công nhận dễ thương chị mới chịu nha. Ok ok. Rồi, dễ thương quá. Một vòng đổi biểu cảm nè. Biểu cảm đáng ghét nè. Không có mỗi lần em quay lại em sẽ làm một gương mặt khác. Đúng rồi, đó. Ok. Biểu cảm ghê rợn thưa quý vị. Rồi, rồi tới giờ vòng thứ tư nè. Tức giận nè, đổi hồn nè đúng không? Biểu cảm cuối cùng. Yeah! Chiến thắng. Yeah! Chưa đâu em giờ. Bây giờ là bây giờ em phải đi tìm cà chua. Trời ơi, hí. Hí. Đảm bảo an toàn cho chị nha em. Món đầu tiên rồi. Thế thứ hai nè. Thấy rồi. Em không nghĩ là có một ngày nào đấy mà tự nhiên có một người đàn ông mặc đầm tím nhiều nhất em như vậy đúng không? Một người đàn ông mặc đầm tím. Mang giày cao gót nha. Nhưng mà giả bộ rồi tới nước này rồi, người đàn ông của đời em ơi, hãy nói cho em biết cái trái cà chua cuối cùng nằm ở đâu vậy? Cái trái cà chua người đàn ông mặc áo tím cho em biết là cái trái cà chua nó nằm rất xa chỗ này. Nó ở đằng đẳng đẳng kìa. Trời ơi. Có khi em trái cà chua trong hình có khi em lấy được không? Sao vậy? Chị sao vậy? Trời ơi là trời, người chị của tôi rất yêu thương nhau đúng không? Đó, giờ đây. Ta-da! Anh ơi, em kiếm được cà chua cho anh rồi. Nè, bây giờ mình phải đưa các bạn nữa. Hay để em sẽ trưởng thành từ giây phút này. Đúng đưa rồi, đèn. Mời em. Hey. Phải tiền, phải tiền. Tôi túm cái áo được không? Ta-da! Yeah! Trời ơi! Chúc mừng, chúc mừng. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và đây là một phần được mong chờ nhất khi mà tất cả các món ăn đã được bày biện lên bàn. Trông rất là đẹp mắt đúng không anh? Đẹp mắt, anh nghe cái mùi thơm rồi đó. Thơm, với lại nãy giờ mình vượt qua thử thách chắc cũng đói rồi đúng không anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ phá lấu với lại là hủ tiếu Nam Vang thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Phá lấu trước đi hả? Phá lấu trước ha, anh thử trước rồi ăn kèm với một chút bánh mì ha. Em có thử chung với anh chứ? Dạ, em mời anh. Anh mời em ha. Cay nha, anh này nè, anh nói anh thích ăn cay, cái này cay nha. Ngon ạ. Nó khẩu hơi đậm một là chút đúng xíu hết, tất cả rồi. Nhưng mà có một cái hơi chút xíu bị quá tài. Hơi đậm đúng không anh? Ừ. Vì em nghĩ đang nghĩ là bạn làm để ăn với bánh mì, cho nên là có thể là chấm bánh mì vô thì nó sẽ vừa hơn. Tại vì mình ăn không vậy em cũng thấy hơi đậm một chút xíu. Ngon nhưng mà đậm vị. Công nhận bánh là ngon. Rất là ngon. Phải ngon. Món gỏi đu đủ trước. Dạ, yeah, rồi em xin phép nha. Ồ, gỏi đu đủ với tép cũng lạ ha. Ủa. Cái món này có phải là món em hay ăn ở nhà không? Nếu mà người miền Tây á, thường thường thì người ta sẽ thấy món này nhiều. Tại vì ở miền Tây nhiều sông ngòi và gạch đó thì mình sẽ bắt được những con tép nhỏ nhỏ như thế này rất là nhiều luôn. Là vì mình làm gỏi đúng không? Đúng. Em đã thưởng thức món này nhiều rồi và bây giờ em thấy món này của bạn làm như thế nào? Em thấy là cũng êm đó. Bây giờ em sẽ ăn từ cái cuốn. Cuốn khá là chắc tay nha anh nha. Chấm vào chén nước mắm. Ừ. Wow. Mấy kiểu mà chấm kiểu cách vậy là hơi mặn lắm. Hay kiểu bị chấm lố lắm. Thơm nước mắm quá. Đó em nhẹ nhàng đưa vào miệng. Mềm mạnh dạng cắn. Theo như là em cảm nhận thì khá là như cái mong muốn của em. Đó. Có cái độ ngọt vừa vừa của đu đủ. Rồi có cái độ giòn giòn của tép. Nghĩa là tép ảnh làm rất là giòn nha. Riêng cái món này là ăn là chết người hay không là ở chỗ để chấm. Đúng rồi, là quan trọng đúng không? Dạ, đúng rồi. Một bên là món chè đậu xanh, bên này là bông lan trứng muối.
Bây giờ chú muốn thưởng thức món nào trước? Bây giờ chắc có lẽ là cái món mà chú muốn ăn trước là món chè đậu xanh. Dạ, cho nó mát mẻ trước đúng không? Dạ. Rồi, rồi con mời chú. Xin phép nha. Dạ mời. Cảm ơn các đủ. Dạ. Ngon ta? Ngon chú. Ngon. Ngon ngon chị ơi. Vui chưa? Thành quả nãy giờ đổ mồ hôi ha. Nói chung là cái vị ngọt rất là vừa phải. Có cái vị đúng cái vị thanh như chú nói không chú? Nói chung là mềm vừa ăn lắm. Mát mẻ cho chú hạ nhiệt chút chưa? Có đã. Rồi, con mời chú uống miếng nước nè. Coi như là tăng cường được năng lượng rồi đó. Dạ. Bây giờ chú sẵn sàng đến với món bánh bông lan trứng muối chưa? Ngon chứ? Hãy ăn miếng trứng muối coi sao nha. Bánh bông lan nó có mềm mại không chú? Vừa ăn lắm. Hay là khô? Chỉ hơi khô chút xíu à. Nó vừa béo vừa ngọt mà nó cũng là thơm nữa. Sau bao nhiêu thử thách thì được thưởng thức những cái món ăn mình yêu thích. Dạ. Rất cảm ơn hai người bạn ngâm mộ của tôi hả. Cảm ơn cô MC hả, đã dẫn dắt cái chương trình này và cho tôi được ăn cái món này. Bây giờ sau khi mà thưởng thức rồi thì chú cảm nhận như hai món ăn này như thế nào và chú thích cái món nào hơn? Thật ra hai món này món nào cũng ngon hết. Dạ. Nhưng mà để ngon nhất trong khoảnh khắc này. Chè đậu xanh là tôi sẽ thích nhất trong cái giữa hai món. Vậy là chè đậu xanh đã mang lại chiến thắng cho chị Hoài Thu. Xin chúc mừng chị. Rất là cảm ơn sự chu đáo của hai bạn. Dạ. Cho tôi những cái món ăn rất là thú vị trong cái chương trình này. Và đây là phần thưởng của ban tổ chức chương trình ha. Tôi xin gửi tặng cho bạn. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hôm nay mình tới đây gặp thần tượng của mình và nấu cái món ăn mà để cho thần tượng mình thích. Rất là cảm ơn chương trình. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.